thật sự là khi ăn cái ổ bánh mì mà nghe nó giòn rụm như vậy thì mình sẽ rất là thích luôn đó. Phô mai thì béo ngậy, kéo thành sợi, nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Tủ lạnh nhà mình như một cái túi đựng của cái Doraemon á, cái gì cũng có hết, cho nên là không cần phải đi mua cái gì thêm, chỉ có mua bánh mì thôi. Trong thời gian mà chờ bắp chín thì mình sẽ đi mua bánh mì. Ớt chuông, xúc xích và tôm thì mình cắt hạt lựu miếng vừa ăn. Tôm sau khi cắt hạt lựu thì sẽ đem đi hấp nhiệt độ là 110 độ với thời gian là khoảng tầm 4 phút để cho tôm vừa tới chín tới. Có cái nồi chiên hơi nước Tabuho này thì tiện ghê á, mình có thể là hấp tôm và bắp cùng một lúc luôn, cho nên là rất là gọn, rất là tiện. Bánh mì này mặc dù là Thu mới mua nhưng mà là nó không phải là bánh mì họ mới nướng ra, cho nên là nó sẽ mềm nha. Bây giờ thì mình cắt bánh mì làm đôi. Sau khi mà đã cho topping vào ổ bánh mì rồi thì mình sẽ đem đi nướng. Mình sử dụng cái nồi chiên này để mà mình nướng với nhiệt độ là 180 độ C, thời gian là 10 phút nha. Và đây là một cái bí quyết quan trọng giúp cái bánh mì sau khi nướng được vàng giòn á, đó là nhiệt độ của lò nha. Nhiệt độ của nồi này thì rất là chuẩn và nhiệt rất là đều, cho nên khi mình nướng xong á, ổ bánh mì sẽ chín đều vàng giòn. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, không biết mọi người đã thấy chưa chứ mình là đã thấy đói, rất là đói rồi. Nhìn cái miếng phô mai kìa, kéo sợi rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn luôn.